cái này thì là mực thật, không phải là được làm từ bột mì hay là một cái gì đó, cho nên là ăn nó rất là chất luôn. Đây là một cán tẩm vị của một shop đặc sản ở Nha Trang. Mình xem trên TikTok thì shop này có hơn 100k follow và cái này là họ tự sản xuất luôn. Mình xem một số video thì có vẻ như là cái nghề này thì người ta cũng làm rất là lâu rồi, cũng có kinh nghiệm, nghe cũng uy tín, chất lượng. Ok, bây giờ thì ăn xem nó thế nào. Cái này thì người ta không cắt nhỏ ra, người ta để nguyên miếng luôn mọi người ạ. Xin mời mọi người nha. Đầu tiên là mùi của cái món mực tẩm này thì mình thấy mùi mực rất là thơm. Mặc dù là mùi của gia vị mắm ớt nó cũng rất là đậm, nhưng mà cái mùi mực nó vẫn còn rất rõ ràng và nó thơm kiểu thật mùi mực. Tiếp theo là cái mực này mặc dù nó đã được cán rồi nhưng mà ăn nó vẫn còn rất là dai mọi người ạ. Lúc đầu thì mình nhìn mình tưởng nó mềm cơ, nhưng mà khi ăn thì nó dai giống như kiểu khô mực mọi người nướng lên xong xé ra ăn ấy. Về vị ấy, thì khi mới ăn mình thấy rõ ràng nhất là cái vị ngọt của mực, tiếp đến là vị mặn, vị cay của gia vị mắm ớt. Và cái gia vị mắm ớt này thì nó cũng có vị ngọt nữa, xong nó kết hợp với cả vị ngọt của mực, cho nên cái vị ngọt khi mà mới ăn mình thấy nó rất là rõ luôn, nó rất là đậm luôn. Cái gia vị thì được tẩm ướp rất là đậm đà, còn cái vị cay thì nó chỉ có một chút xíu thôi, hơi hơi cay thôi. Nói chung là mình thấy cái hộp này ăn ngon, chất lượng, có thể ăn chơi hoặc là sử dụng để làm mồi nhắm cũng được.